Lâu quá rồi mình cũng có video này, mình thấy mùa đông bây giờ ở đây tiết đang rơi như này nè, rất ít nhưng mà rất là lạnh. Thì mình quay sơ lại tí mình chia sẻ với anh em thôi. Đây là tiết, nó gọi là tiết rơi đầu mùa, nhưng mà là cách đây hơn tuần nữa đã có rơi rồi, nhưng mà nó ngưng tới hôm nay. Hôm nay bắt đầu trời khô rồi, bắt đầu là tiếp tục rơi, các bạn thấy không? Thôi cái clip này mình cũng xin kết thúc ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những clip sau nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những lần clip sau nha. Bye bye cả nhà.